Ngay sau khi sự việc cho bé 5 tuổi ở trường mầm non Hồng Nhung, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình được phát hiện bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường suốt một ngày dẫn đến tử vong, gây phẫn nộ trong dư luận. Vừa qua, tại nhà tang lễ thành phố Thái Bình, bà ngoại bé TGH ôm mặt khóc nước nở kể lại, vào 6 giờ 20 phút hôm 29 tháng 5, tôi có dẫn cháu ra xe đưa đón của trường, xe đón tận nhà và thấy cháu đã ngồi vào hàng ghế thứ hai, sau ghế lái xe, tôi mới yên tâm quay về nhà cháu tôi hay có thói quen ngồi hàng ghế này, nó rất ngoan, nhanh nhẹn, hiểu chuyện và khỏe mạnh. Thường ngày xe của trường sẽ đưa và đón trả trẻ về nhà cho phụ huynh, nhưng vì hôm nay là lễ tổng kết năm học nên phụ huynh phải đến trường đón con. Vào chiều hôm đó lúc 17 giờ, cậu của cháu tên là Đức Anh đã đến trường đón cháu nhưng tìm mãi không thấy cháu đâu. Đã hỏi các cô giáo ở lớp thì mọi người nói là cháu hát hôm nay không đi học. Thấy vậy Đức Anh gọi về cho tôi và nói, cô giáo bảo hôm nay hát không đi học. Nghe thế tôi còn quát, con đùa, chính mẹ sáng nay đưa cháu lên xe của trường, sau lại bảo là không đi học. Tôi liền gọi điện cho cô giáo đã đón cháu ở xe, hỏi việc cháu hát thì cô động viên tôi. Bà đợi cháu kiểm tra lại. Ai ngờ lại tìm thấy cháu trên xe ô tô. Cháu tôi đã bị chết ngạt cả ngày trời mà không ai hay biết. Bà ngoại bé hát nức nở ôm mặt khóc. Theo bà ngoại nạn nhân, bé hát vào học trường mầm non Hồng Nhung được hơn 2 năm với kinh phí hơn 3 triệu một tháng, bao gồm đưa và đón. Mẹ của hát chọn dịch vụ này để cả nhà không bị vất vả trong việc đưa đón cháu. Cháu ngồi hàng ghế trên, sau lái xe mà sau khi xuống không ai thèm quan tâm, để ý để cháu bị chết oan uổng như thế này. Khi vào bệnh viện, nhìn cháu tôi đau lòng quá, toàn thân quần áo ướt sũng, bất tỉnh. Khi tôi thủ thì động viên để đánh thức cháu thì bất ngờ máu mũi cháu ộc ra. Bà ngoại bé Hát cho biết thêm, từ trước tới nay, rất ít khi trường Hồng Nhung thực hiện việc ký bàn giao học sinh với giáo viên của xe đưa đón. Thời gian gần đây thì tuyệt nhân không có việc ký kết gì khi đón nhận trẻ. Ngay việc kết nối thông tin giữa phụ huynh và nhà trường về việc trẻ có đến lớp hay không cũng không có. Cụ thể, ngày cháu Hát gặp nạn, không có bất cứ thông tin nào gửi về cho bà. Chị Phạm Thị Thêm là hàng xóm khu nhà trọ với bà ngoại cháu Hát kể lại. Vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày hôm qua, bà ngoại của bé ớt tên thường gọi ở nhà của hát gọi cho tôi nhờ trông gian hàng giúp vì hát có chuyện. Tôi không kịp hỏi gì thêm ra trông giúp bà. Nhưng 30 phút sau, bà ngoại ớt đã gọi lại, mếu máu khóc, báo tin hát chết. Tôi nghe mà dững giờ không tin nổi là chuyện đó. Vì bình thường hát rất hoạt bát, nhanh nhẹn, vui vẻ, ngoan ngoãn, khỏe mạnh. Nghe được tin đó tôi dọn hàng rồi chạy tới bệnh viện với bà ngoại ớt. Lúc này cậu của ớt đang thuật lại việc tìm thấy cháu trên xe trong tình trạng bất tỉnh. Kế ngồi trên xe nơi tìm thấy cháu bị cao xước. Như thể cháu đã cố gắng vùng vẫy mong được cứu. Theo lời chị thêm, bà ngoại ớt có nhà ở Nam Định nhưng vì hai cậu của bé đang học bên Thái Bình nên gia đình đã chuyển sang bên này thuê trọ để bà vừa tiện chăm con vừa chăm cháu. Liên quan đến vụ cháu hát bị bỏ quên trên xe ô tô dẫn đến tử vong, chiều ngày 30 tháng 5 tại nhà tang lễ thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, rất đông người thân họ hàng gần xa đến chia buồn cùng gia đình cháu TGH. Có mặt tại nhà tang lễ, anh Nguyễn Ngọc Thái là người dân gần trường mầm non Hồng Nhung kể lại. Chiều ngày 30 tháng 5, tôi đến trường đón con. Lúc đến nơi thì thấy hai cô giáo đang cố gắng phá cửa nhưng không được. Thế vậy tôi đi đến giúp sức, lấy chân đạp thật mạnh 4-5 lần nhưng cánh cửa chỉ bị nghiêng một chút. Sau đó, anh Thái lấy hai tay, dùng hết sức phá cửa, mất khoảng 4 đến 5 phút để tạo ra một khoảng trống, đủ để cho một người chui vào trong ô tô. Anh Thái nói, lúc cô giáo chui vào bên trong ô tô, tôi ở ngoài giữ để cánh cửa khép lại. Một lúc sau, cô giáo bế cho bé ra ngoài, trong tình trạng người cho bé tím tái, tay chân thấy co dơ máu. Cũng theo anh Thái, do tập trung giữ cửa nên người đàn ông này không rõ, cháu hát ngồi ở hàng kế thứ mấy. Anh Thái chia sẻ thêm, tôi thấy có một anh phụ huynh đi ô tô thì nhờ anh đưa cháu lên bệnh viện xem thế nào, nhưng lúc đó tôi đã cảm thấy là cháu tiên lượng xấu. Biết tin cháu ở nhà tăng lễ nên chiều nay tôi đến để thắp nén hương, chia sẻ nỗi buồn cùng gia đình. Tối 30 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thái Bình cho biết, đơn vị vừa quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phương Quỳnh Anh, sinh năm 1986 ở thành phố Thái Bình, Nhân viên đưa đón học sinh trường mầm non Hồng Nhung 2 để điều tra về tội vô ý làm chết người, quy định tại điều 128 Bộ luật hình sự. Các quyết định lệnh nêu trên đã được viện kiểm sát nhân dân đồng cấp phê chuẩn. Trước đó vào trưa cùng ngày, công an thành phố Thái Bình thông tin với báo chí, các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc công an thành phố Thái Bình đã vào cuộc điều tra, khám nghiệm tử thi cháu TGH, 5 tuổi, trú huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình, học sinh trường mầm non Hồng Nhung 2 bị bỏ quên trên ô tô đưa đón của nhà trường. Bước đầu, cảnh sát nhận định cháu bé ở trên ô tô đưa đón của nhà trường trong thời gian dài, thời tiết nắng nóng, sức lực cháu suy kiệt, kết hợp với không gian hẹp, do đó cảnh sát nhận định cháu bé bị suy hô hấp. Như đã đưa tin, 6 giờ 20 ngày 29 tháng 5, tài xế Nguyễn Văn Lâm, sinh năm 1965, trú tại phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, lái ô tô 29 chỗ cùng Phương Quỳnh Anh, có nhiệm vụ đưa đón trẻ mầm non từ nhà đến trường mầm non Hồng Nhung 2, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, trong đó có cháu Trần Gia Hát, sinh năm 2019 ở huyện Vũ Thư. Tuy nhiên đến 17 giờ cùng ngày, người thân đến đón không thấy bé nên báo cáo nhà trường tìm kiếm, sau đó phát hiện cháu vẫn ở trên xe đưa đón học sinh của trường. Mặc dù cháu bé đã được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu, nhưng bé đã tử vong. Liên quan đến vụ trẻ mầm non bị bỏ quên trên xe dẫn đến tử vong ở Thái Bình. Sáng ngày 31 tháng 5, lễ viếng được tổ chức tại nhà tang lễ thành phố Thái Bình. Trong không khí trầm lắng, người thân, bạn bè của gia đình cháu Hát đã có mặt tại nhà tang lễ để thắp nén hương, chia sẻ nỗi buồn cùng gia đình. Tại lễ tang, mẹ của cháu Hát đau đớn tột cùng, liên tục khóc ngất trước sự ra đi đường đột của cậu con trai bé bỏng. Trước sự mất mát quá lớn, mẹ cháu Hát đã nhiều lần ngất xỉu và được người thân dìu vào phòng nghỉ ngơi. Có mặt tại lễ tang, nhiều người thân bạn bè của gia đình cháu hát, cũng không kìm nén được nước mắt. Theo cao phó, lễ truy điệu được tổ chức vào chiều cùng ngày, gia đình sẽ đưa linh cữu cháu hát về an táng tại Nghĩa Trang quê nhà ở Nam Định. Nhiều người thân, hàng xóm đã có mặt để chia buồn cùng gia đình và tiễn biệt cháu hát. Nhiều người thân đã không cầm được nước mắt, liên tục rơi lệ trước sự ra đi đột ngột của cháu bé 5 tuổi. Sự ra đi quá đột ngột và đau đớn của đứa trẻ khiến những người đến chia buồn với gia đình đều không kìm nỗi xót xa, thương cảm mẹ cháu hát đã ngã khuỵu liên tục ngất xỉu trước sự ra đi đột ngột của cậu con trai bé bỏng gia đình phải nhờ đến sự hỗ trợ của các nhân viên y tế khi mẹ cháu hát ngất xỉu tại lễ tang ông trần hữu minh tránh văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho biết điểm a khoản 2 điều 11 nghị định 10 2020 ndcp quy định đơn vị kinh doanh vận tải phải theo dõi giám sát hoạt động của lái xe và phương tiện trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh vận tải đặc biệt Nghị định 10 cũng quy định, đơn vị kinh doanh vận tải phải có phương án kiểm soát để bảo đảm không còn hành khách ở trên xe khi đã kết thúc hành trình, áp dụng đối với xe kinh doanh vận tải hành khách. Ngoài ra, điểm B khoản 6 điều 4 thông tư 12/2020/TT-BGTVT cũng quy định, sau khi kết thúc hành trình hoặc kết thúc ca làm việc, trước khi rời khỏi xe, người lái xe phải kiểm tra khoang hành khách để đảm bảo không còn hành khách ở trên xe, áp dụng đối với xe kinh doanh vận tải hành khách. Như vậy, dù không nêu cụ thể xe chở học sinh, nhưng rõ ràng hoạt động dịch vụ đưa đón học sinh đã được quy định trong các thông tư, nghị định về kinh doanh vận tải hành khách. Ông Minh nhấn mạnh, thực ra quy định đều có rồi, vấn đề mấu chốt theo tôi là tổ chức thực hiện tại địa phương. Địa phương phải tăng cường thanh kiểm tra, đồn đốc, phát hiện và xử lý vi phạm đối với công tác tổ chức thực hiện của doanh nghiệp vận tải, cơ sở giáo dục trong dịch vụ đưa đón học sinh. Đồng tình với quan điểm trên, Tiến sĩ, nhà giáo Nguyễn Văn Hòa, chủ tịch hội đồng trường Nguyễn Bình Khiêm, cầu giấy, Hà Nội cho rằng, việc đưa đón học sinh đặc biệt là ở những trường tư tại các thành phố lớn được thực hiện bài bản. Hầu hết các trường đều coi đó là sự sống còn của nhà trường. Thầy Hòa nói, ở trường chúng tôi, việc tổ chức đưa đón học sinh phải thực hiện theo quy trình chặt chẽ. Trường có bộ phận chỉ đạo trực tiếp việc đưa đón học sinh hàng ngày. Trên xe, ngoài lái xe còn có monitor tức người giám sát việc đưa đón học sinh. Lái xe phải được tập huấn về những nguyên tắc đưa đón học sinh với tần suất 2 lần một năm. Với những nhân viên đưa đón học sinh, trường cũng ưu tiên sử dụng cán bộ trường bởi họ nắm được văn hóa học sinh của trường.